Chào các bạn, đây là cây sung tôi trồng được 4 năm rồi các bạn. Giờ nó có mới bắt đầu nó có trái chiến rồi các bạn. Có trái chiến thì trái nó ít. Giờ quả trái nó còn cỡ chừng đầu ngón tay út rồi. Đây. Gốc này nó to cỡ hai gang tay, còn đằng này có một cái gốc sung nó nay cũng được 2 năm rồi mà nó có cỡ cùm tay, nó cũng thuộc loại có trái đó các bạn, chứ không phải sung thường, sung loại có trái. Đây là cái sung được 2 năm tuổi rồi, do chim ăn nó rụng nó lên, nay hơn 2 năm. Giờ tôi bứng vô chậu trồng, tôi đang bứng nè các bạn. Sung mang tiếng cũng nghe hay rồi, mang tiếng sung, sung túc. Tết người ta hay trong mâm ngũ quả người ta thường hay trồng sung, hay chân sung lắm. Có một hai chùm sung chân đó, đó, sung túc năm mới. Cái sung cũng dễ trồng. Nó có cái dừa này cạo đất lên. Đào tới đâu rồi tới đó.
khá vất. Đem vô chậu. Rót xuống một lớp than tổ ong. Coi vậy được rồi. Phân trộn sẵn phần đất, phần cho trấu chưa vừa cũng được, còn tốt. Cái gì cũng vậy, nó chịu rất quay tôi xốp.
có nhiều dinh dưỡng. Cái sung này cũng vậy, cũng kiểu đất tôi xốp, nhiều dinh dưỡng. Chúng này bị thằng nhỏ nó thải cái bao phân gãy, giờ phải bó lại, mai mốt nó liền ra lại. Rồi để trong mát. Chào các bạn, tôi trồng cái sung đã xong rồi, các bạn có chia sẻ cái gì các bạn comment phía dưới video nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.